hướng dẫn thủ tục hành chính, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hàng năm. 1. Trình tự thực hiện. Bước 1. Hộ gia đình có giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo mẫu số 1 tại phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 24/2021/QĐ-TTg gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã. Bước 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì phối hợp với trưởng thôn và rà soát viên thu thập thông tin hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp và phân loại hộ gia đình. Bước 3. Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát. Thành phần cuộc họp, Ban chỉ đạo rà soát cấp xã, công chức được giao nhiệm vụ làm công tác giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn chủ trì họp, bí thư chi bộ thôn, đoàn thể, rà soát viên và một số đại diện hộ gia đình qua rà soát, hộ gia đình khác, mời đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã giám sát. Nội dung cuộc họp, lấy ý kiến thống nhất của ít nhất 50% tổng số người tham gia dự cuộc họp về kết quả đánh giá, tính điểm đối với các hộ gia đình qua rà soát, trường hợp ý kiến thống nhất dưới 50%, thực hiện rà soát lại tại bước 2 và tổ chức họp dân lại tại bước 3 này. Kết quả cuộc họp được thành lập hai biên bản, có chữ ký của người chủ trì, thư ký cuộc họp và đại diện các hộ dân, một bản lưu ở thôn, một bản gửi Ban chỉ đạo rà soát cấp xã. Bước 4. Niêm yết, thông báo công khai. Niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã. Thông báo qua đài truyền thanh cấp xã nếu có trong thời gian 3 ngày làm việc. Trong thời gian niêm yết, thông báo công khai, trường hợp có khiếu nại của người dân, Ban chỉ đạo rà soát cấp xã tổ chức phúc tra kết quả rà soát theo đúng quy trình rà soát trong thời gian không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Niêm yết công khai kết quả phúc tra tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã trong thời gian 3 ngày làm việc. Hết thời gian niêm yết công khai và phúc tra, nếu có, Ban chỉ đạo rà soát cấp xã tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã về danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo sau khi rà soát. Bước 5. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo mẫu số 2 tại phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 24/2021/QĐ-TTg và cấp giấy chứng nhận cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo mẫu số 3 tại phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 24/2021/QĐ-TTg. Trường hợp không đủ điều kiện theo quy định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 2. Cách thức thực hiện. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến. 3. Thành phần số lượng hồ sơ. Thành phần hồ sơ, giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo mẫu số 1 tại phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 24/2021/QĐ-TTg. Số lượng hồ sơ, 1 bộ. 4. Thời gian giải quyết. 15 ngày làm việc. 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, cá nhân, tổ chức. 6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, Ủy ban Nhân dân cấp xã. 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính, giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo mẫu số 3 tại phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 24/2021/QĐ-TTg. 8. Lệ phí, 0. 9. Tên mẫu đơn, tờ khai, giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo mẫu số 1 tại phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 24/2021/QĐ-TTg. 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính, hộ gia đình có đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.